tỉnh. Sao vậy? Gặp tôi gấp có chuyện gì hả? Bà chủ à, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì nữa? Cậu ba gây ra chuyện. Là chuyện gì nữa? Cậu ba kêu người tới 30.000 giá lúa. Trời đất ông nội ơi, sao chú không ngăn nó lại? Xin lỗi bà, tôi ra ngoài lo mấy chuyện lặt vặt cho ông chủ. Khi mà về tới nơi thấy người mua và ghe đã ra khỏi bến rồi, tôi lật đật báo cho bà biết, để ông chủ biết là chết. Sao chết rồi? Cái chuyện này nhất định không được để cho ông nhà tôi biết. Chú tỉnh, hay là chú giúp tôi đi, chú mua liền 1.000 giả lúa chú thế vô giùm tôi nha chú. Chết không? Bây giờ tiền thì tôi không có đủ ở đây. Chú ơi, chú cho tôi mượn đi. Rồi trong ngày mai tôi có tôi đưa chú liền nha. Dạ xin lỗi bà chủ, tiền tôi gom được bao nhiêu á, trả tiền hàng hết rồi. Chết không? Bây giờ phải làm sao đây? Chết không? Thôi, để tôi đi bán nữ trang, chắc được đó, chú đợi tôi nha. Không được đâu bà chủ à, mấy cái tiệm vàng gần đây á đều quen biết với ông chủ hết. Lỡ như tới tay ông chủ á thì bà giải thích làm sao đây? Chứ bây giờ làm sao đây? Tôi không có tiền ở trong người nữa. Chú coi chú giúp giùm tôi được không? Chứ cái tiền mà bữa chú đưa tôi gom đưa cho chú hùng hạp với người ta làm ăn hết rồi. Bà chủ à, tôi thì bây giờ không có tiền, nhưng mà tôi có vài người quen, họ sẽ mua giúp mình khoảng 200 giả lúa. Bà có bao nhiêu tiền thì đưa trước, số còn lại để ngày mai trả cũng được. Vậy đi, vậy cũng được. Vậy chú giúp giùm tôi nha. Rồi tôi ngày mai tôi ráng tôi gom tôi đưa chú liền nha. Dạ dạ, tôi xin phép đi liền. Dạ dạ chú. Thằng nghịch tử này. Vậy chứ. Bố con báo rồi, báo lại. Vậy chứ. Thằng nghịch tử. Trời ơi. Ăn với ngủ, ăn sao mấy cái canh cái lúc mà cô đang ngủ mà đánh cái không vậy? Bây giờ vậy chứ. Hả? Má, con có làm gì đâu mà sao mà đánh con vậy? Tại sao mày dám bán lúa nhà máy? Gì? Cái đứa khốn nạn nào dám mét với má vậy? Bà nội khốn thân bà nội cha mày. Ai nói không cần biết. Quan trọng là ba mày kìa. Ba mày mà biết là tới số ngay chứ con. Thì có sao đâu. Chửi lắm thì ông chửi có một trận thôi, chứ không có giết được con đâu mà má lo. Trời đất ơi. Má hả? Cái ghê luôn á. Sao mà thương thân mày vậy hả Bảo? Mày không biết thương má mày vậy Bảo? Mày cứ như vậy hoài à, rồi làm sao ba mày trọng dụng mày được? Anh hai mày về rồi đó, mày lo cái thân mày đi. Sao mày cứ làm khổ má mày hoài vậy? Trời ơi, bình thường ba cũng đâu có trọng dụng con. Cái chuyện đó bây giờ tao tính sao? Tao hỏi mày nè, nợ bà hai giao lam tao mới vừa trả dứt. Bây giờ mày cần tiền làm cái giống gì mà mày dám bán cái gàn giả lúa gì hả? Mày cờ bạc nữa đúng không? Má, lần này con cần tiền là để làm việc đàng hoàng đó nghe. Đàng hoàng? Đàng hoàng phải lén bán lúa của nhà máy. Má má, con bán lúa gì con muốn cưới vợ? Mày nói cái gì? Mày muốn cưới vợ hả? Ừ. Mày đừng có đánh trống lảng. Cưới vợ thì liên quan gì tới vụ bán lúa? Tao đang hỏi nè, mày cần tiền làm cái gì mà phải bán lúa? Thì cái việc cưới vợ cũng liên quan tới việc bán lúa mà. Trời đất ơi Bảo, mày đừng có nói với má là mày trộm lúa mày đi bán rồi mày đem tiền cho gái nha Bảo. Trời ơi sao mày dại gái dữ vậy? Hả? Ngu gì vậy con? Trời má ơi, má nghe con nói đã. Đó là con dâu tương lai của má mà, chứ có phải người xa lạ đâu mà má nói như vậy. Mày điên rồi hả? Cái gì mà dâu tương lai? Má ra đây, con kể má nghe. Ra đây, ra đây con kể cho má nghe. Ăn nhậu cho cố vô, rồi trúng gió nằm liệt giường báo vợ báo con như vậy đó. Má, bà đã đang như vậy rồi mà sao má còn nói mấy lời đó nữa? Ba nghe được ba buồn sao má? Dạ, con cho ông chủ uống thuốc. Để chị đỡ ba vậy. Trời, An, mày coi thay đồ cho ổng rồi đi ra dọn cái phản ngoài đó. Từ nay trở đi á, cho ổng ra ngoài đó ở để mày tiện dọn dẹp chăm sóc cho ổng. Má à,
Làm vậy sao mà được hả má? Chứ con nghĩ thử, ông ở đó vậy sao má chịu nổi? Má. Ba ơi, không có sao đâu nha ba. Ba nghe lời con, ba ráng uống hết thuốc thì sẽ mau khỏi bệnh thôi ba. Nha ba. Nha ba. Mày nói cái gì? Con của ông Hai Phé, thằng cha giang hồ chủ sòng bạc mở động chứa gái đó hả? Phải rồi má. Má ơi, nếu như mà nhà ta mà kết xui gia với nhà đó nha, con đảm bảo với má, chuyện làm ăn của nhà ta từ giờ cho đến vậy sau không cần phải lo một cái gì hết. Trời ơi, ba vợ tương lai của con cũng quay lắm chứ bộ. Quay cái đầu mày á. Tao nghĩ đâu là có đó thiệt à. Bộ hết chuyện rồi hả? Hết gái rồi sao đi đâm đầu vô cái gia đình vô côn vô đảng vậy? Trời ơi, tại sao mới lại đi xúc phạm nghề nghiệp của nhà người ta vậy? Mày, tao nói nghe chưa, tao không muốn nghe cái chuyện này nữa nghe. Tao cũng cấm mày nói cho ba mày biết kìa chưa. Ba mày mà biết là mày chết chắc đó. Ủa, cưới vợ là cưới cho con mà, chứ đâu phải cưới cho má đâu. Sao hôm nay má ý kiến ấy còi nhiều quá vậy? Cái thằng này, mày mày dạ. Nói với má mày gì hả? Cái thằng khổn khổn hả mày dạ. Hả? Má nói nghe, nhớ cho kỹ nghe chưa. Từ rày sắp tới là không có qua lại với con nhỏ đó nữa nghe chưa. Nghe không? Ba mày mà biết á, là cả tao với mày cũng không có yên đâu. Hết chuyện rồi, đòi cưới con gái nhà giang hồ. Mày á, cái tính mày lăng nhăng, mày lấy con ổng về đi. Rồi mày lăng nhăng bay bướm, ổng cho giang hồ chém hết cả nhà nghe con. Con không biết đâu, dù như thế nào con cũng sẽ lấy em ấy làm vợ. Còn nếu như mà má không cho con cưới á, con sẽ đi khỏi cái nhà này, con sẽ không về đây nữa. Mày, trời ơi, Bảo ơi là Bảo, sao má nói mà mày không hiểu vậy? Bà của con á, nhất định không có chịu cho con lấy con nhỏ đó làm vợ đâu. Lấy vợ thì phải môn đăng hộ đối chứ. Ba con không chịu, hay chính bản thân má không đồng ý? Ngày xưa má cũng xuất thân nghèo khó mà, tại sao bây giờ má lại bắt con phải cưới vợ môn đăng hộ đối? Mà con thấy nhà em ấy cũng đâu có nghèo đâu, cũng giàu mà. Cái vấn đề không phải là giàu nghèo, mà là danh tiếng của cái nhà đó không có xứng với cái nhà của mình. Nghe lời má đi, nghĩ kỹ lại đi con. Suy nghĩ lại nghe. Nghe không? Không. Dù với bất kỳ lý do gì, má cũng không thể ngăn cản con được đâu. Con sẽ lấy em ấy, Mỹ Lệ sẽ là vợ của con. Quyết định vậy đi.